Đây, cho thuê nhà mặt đường 70 anh em. Nó rộng luôn. Quần slip của con nào ạ? Nhà vệ sinh này, ngoài này, một phòng này, hai phòng này, đây nhà vệ sinh nữa này, kia một phòng, đây một phòng nữa này, ở trong đây một phòng nữa. Đấy, đằng sau đây còn có cái vườn nữa. Ok, cho thuê ở đây là khá rộng này, nguyên phòng đã 3 phòng rồi, ngoài này nữa 5 triệu mặt đường 70. Anh em nào quanh quanh Hà Nội thuê qua đây, thuê đây nhá, 5 củ thôi, rộng rãi thoải mái luôn, ngay mặt đường 70. Bản ốc à? Đây, đây sinh viên thì khá đông, ngay mặt đường 70 luôn này. Đây còn cái quán này để không mấy tháng rồi, anh em nào thuê thì alo cho tôi. Đây nấu ăn mà đặt quán net ở đây phải được 40 máy. Bán đồ ăn, đồ uống cũng được. Hà Nội đây, đây Đại học Công nghiệp đằng trước này, Đại học Công nghiệp đây. Đấy, Đại học Công nghiệp ngay đằng trước, trước đây luôn. Xích ra đây là đường 32, tí ra đây là đường 32, đây gần ngã tư Nhổn. Thôi dỡ em đéo rồi em ạ. Gỡ đinh thì về bán sắt vụn à?